Sếp phong thủy Mai Tôm đồ gừng xin kính chào quý cô bác và anh chị đam mê đồ phong thủy. Hôm nay em xin lên vài món đồ phong thủy giao lưu đến cùng các anh chị và cô bác. Đây, đầu tiên thì em xin giới thiệu đến các anh chị và cô bác là một cái gạt nai ha các anh chị, một cái gạt nai. Đây, một cái gạt đế nai khắc con rồng đó các anh chị. Đây, cái gạt này là những cái phần to nhất ở phần thân cuối cùng của những cái sừng của con nai trưởng thành đó các anh chị. Đây, cái gạt này rất là to các anh chị. Đây, người ta khắc nguyên một con rồng. Một con rồng đang nằm đây, rất là đẹp luôn, hẳn ta gọi là lông ổ ha các anh chị. Rồi, bao các anh chị là chuẩn đồ xịn ha. Đây, cái gạt nai này thì em xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 1,2 triệu bao ship. 1,2 triệu bao ship đến các anh chị và cô bác. Rồi, khỏi đo. Đây, tiếp đến thì em xin lên cho các anh chị và cô bác là hôm nay là em có ba cái món rất là đẹp luôn, ba cái món được khắc bằng từ là nanh heo gừng châu Phi. Đây, em cầm từ giùm anh đi. Đây, được khắc bằng nanh heo gừng châu Phi ha các anh chị. Đây, cái mặt này là người ta khắc là tượng khắc Di Lặc ha các anh chị. Khắc là một cụ Di Lặc. Đây, rất là đẹp luôn ha các anh chị. Nanh heo gừng châu Phi. Đây, một những cái tác phẩm rất là tuyệt vời luôn. Đây, còn cái này là nguyên cái cây đặc 100% luôn nè các anh chị. Người ta khắc ra là một con rồng. Đây, một con rồng, tất cả đều là chuẩn độ ha chị. Nó còn mùi luôn ha các anh chị, nó còn mùi rất là đậm luôn. Đây, một mỗi cây như thế này thì em bán với giá là 1,350 triệu hả anh chị, 1,350 triệu. Anh quay ở trên cho anh thấy đặt á. Đây, cái đầu, còn cái này là đặt 100% nè các anh chị, cái cây con rồng nè, cái cây con rồng này đặt 100%, bao các anh chị là chuẩn nanh heo nha các anh chị, nanh heo gần châu Phi chứ không phải là nanh heo Việt Nam, tại nanh heo Việt Nam là không to được như vậy đâu. Đây các anh chị xem, còn mùi nha các anh chị. Tiếp đến thì cái món này cũng bán với giá 1,350 triệu luôn, một cái tác phẩm rất là ok, một cái tác phẩm người ta gọi là một tác phẩm nghệ thuật các anh chị. Đây, cái này là chúa Sơn Lâm các anh chị, cái này là không biết con sư tử hay con cọp. Đây, đây khắc là từ những cái nanh rất là đặc luôn. Cái này là nói chung là tiền công khắc không là 750 ngàn các anh chị. Đây, tất cả mỗi món như thế này là 1,350 triệu bao ship. Hôm nay ba tác phẩm này đẹp tuyệt vời luôn các anh chị. Đây, 1,350 triệu. Tiếp đến thì em xin giới thiệu đến các anh chị và cô bác là những cái dòng chuỗi mã não ha các anh chị. Những cái dòng chuỗi mã não bên em. Đây, những cái dòng chuỗi màu đỏ rất là đẹp luôn. Một cái dòng chuỗi mã não như thế này thì em xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 600 ngàn bao ship. 600 ngàn bao ship ha. Cái dòng màu đỏ, dòng chuỗi màu đỏ. Cái này là mười mấy ly đó các anh chị, 12 ly hay 13 ly to. Đây, còn cái này là nói chung là lấy nhiều hạt đính lại nó khác màu các anh chị. Đây, cái này là mã não các anh chị chứ không phải là mắt hổ đâu các anh chị. Mã não rất là đẹp luôn, cái này là như ngũ sắc luôn, có màu trắng, có màu đỏ, có màu đen, có cái này như mắt mèo là các anh chị, rất là đẹp luôn. Nhưng cái này là mã não. Đây, đẹp lắm. Đây, mỗi dòng em xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 600 ngàn bao ship thôi các anh chị, 600k thôi, 600k. Tiếp đến thì em xin lên cho các anh chị và cô bác là hai cái dòng chuỗi cẩm thạch. Đây, hai dòng chuỗi ha các anh chị, hai dòng chuỗi này khoảng cỡ 15 16 ly. Đây, một cái là cẩm thạch, cái này người ta gọi là như là cẩm thạch môn hay sao á các anh chị. Đây. Đây, cái này thì được vài viên đậm nè các anh chị. Vài viên này đậm lên nước rất là đẹp luôn. Đây, lên nước rất là đẹp. Các anh chị cứ xem. Đây, hai màu này, cái cẩm thạch này là hai màu rất là đẹp luôn. Người ta gọi là lên lý đúng không? Lên lý chứ không phải lên nước, lên lý các anh chị. Đây. Còn cái này thì lọt ha các anh chị. Cái này lọt. Rất là đẹp luôn. Một chuỗi như thế này thì em xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 1,2 triệu bao ship đến các anh chị và cô bác ha. Hôm nay có cái chuỗi này rất là đẹp luôn. Đây, 1,2 triệu bao ship. Tiếp đến thì em xin lên cho các anh chị và cô bác là những cái DJ ha. DJ, những cái DJ ha, những cái viên DJ là người ta thường người ta đeo cổ hoặc đeo vòng tay anh chị. Cái này là của Tây Tạng. Đây, Tây Tạng hay là cái nước gì, cái Ấn Độ em quên nè. Cái nước đó là liên quan đến vấn đề Phật giáo không? Đây, Nepal đúng rồi, Nepal với Tây Tạng đúng rồi, phải rồi. Đây, những cái viên DJ này xuất xứ từ bên đó các anh chị. Đây, một viên như thế này thì em xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 250 ngàn bao ship ha. 250 ngàn bao ship đến các anh chị và cô bác. DJ bên em là DJ to ha các anh chị. Đây, chữ D với Z chữ Y các anh chị ghi chung với nhau, các anh chị cứ lên mạng tham khảo ha. Đây, của em là nó dài tới 5,5 cm ha các anh chị, dài tới 5,5 cm mà loại to ha anh chị. Còn loại nhỏ nhỏ người ta bán cũng cỡ 200 có, 300 có mà loại nhỏ. Còn em bán cái này là 250 ngàn ha anh chị. Em ở đây em mua được 10 viên ha các anh chị. Đây, 250 ngàn bao ship đến các anh chị và cô bác. Tiếp đến thì xin lên cho các anh chị và cô bác là một cây nanh heo bọc bạc ha. Một cây nanh heo bọc bạc. Đây, cây này em xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 200 ngàn bao ship thôi. 200 ngàn bao ship, cái này nói chung kiếm tiền cà phê 20-30 ngàn là thôi các chị. Cái này là chuẩn đúng nghĩa đen của là ly cà phê luôn. Đây, chỉ lời khoảng có 20-30 ngàn, nếu bao ship rồi thì lời 20 ngàn. Hay cái gì?
Tiếp đến thì em xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái tượng Phật bên em. Đây, cái tượng rất là dày, là các anh chị cứ xem độ dày trước đi. Rất là dày luôn. Tượng này là Phật Quán Thế Âm Bồ Tát, khắc rất là đẹp luôn. Đây, khắc rất là đẹp ha các anh chị. Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát. Đây, hình này hình bông sen ha các anh chị. Thường là các anh chị thấy mặt tròn mặt vuông thôi, những cái mặt như thế này thì rất là hiếm có luôn. Đây, khắc rất là đẹp ha các anh chị, khắc là khắc nổi 3D. Phật Quán Thế Âm Bồ Tát. Tượng Phật này chuẩn ngà voi, em xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 1,5 triệu bao ship đến các anh chị và cô bác ha, 1,5 triệu bao ship. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là hai cái dòng ngà voi lá hẹ ha, hai cái dòng ngà voi lá hẹ bọc bạc viền lông voi. Đây, cái này có cái công tắc của họ, cái gì ta, cái chấu mở ra mở vô nè các anh chị, đeo ra đeo rất là dễ dàng. Đây, cái này là dành cho các anh chị mà nữ hoặc là nam tay 58-60 đồ trở lại ha các anh chị. Đây, một dòng như thế này thì em xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 1,5 triệu bao ship ha. 1,5 triệu là nói chung là đủ là tiền là bọc bạc là viền lông voi thôi ha các anh chị. Đây, 1,5 triệu một cái. Tiếp đến thì em xin lên cho các anh chị và cô bác là hai cái nhẫn ngà voi, hai cái nhẫn ngà voi, một cái nhẫn to, đây bọc bạc các anh chị, bọc bạc viền lông voi luôn, còn cái nhẫn này nhẫn nhỏ. Cái nhẫn to á, nhẫn to cho tay nam to nha các anh chị, cho tay nam to. Em xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 750.000 bao ship, 750.000 bao ship ha các anh chị. Còn cái nhẫn này là một là cho nữ, hai là cho nam đeo ngón út ha các anh chị. Đây, đeo ngón út. Đây. Đây các anh chị. Còn chiếc nhẫn này thì em xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 500 ha. 500.000 bao ship. Cái này là viền đồng tiền nè các anh chị. Đây, đồng tiền. Bọc bạc đồng tiền và viền lông voi luôn các anh chị, chuẩn ngà voi, 500.000 bao ship. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái mặt ngà voi ma mút ha các anh chị, một cái mặt ngà voi ma mút bọc bạc. Đây, cái mặt này xin giao lưu nhanh đến các anh chị và cô bác với giá là 1,000,000 bao ship đến các anh chị và cô bác, 1,000,000 bao ship à, 1,000,000. Tượng Phật Di Lặc ha các anh chị. Tiếp đến thì xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái túi da cá sấu ha các anh chị. Một cái túi da cá sấu, da này là da bụng nha các anh chị. Đây là da bụng, cái này là dành là nói chung là rất là đẹp luôn các anh chị nè, để tay đây cũng được nè. Hoặc là có chịu quải cầm cái dây này cũng được, rất là đẹp luôn. Đây, da cá sấu hả các anh chị, bao các anh chị chuẩn đồ. Cái túi này em chỉ bán với giá là 1,250,000, 1,250,000 bao ship đến các anh chị và cô bác. Chỗ nào rẻ hơn thì các anh chị cứ trả em, cứ hoàn hàng về hả các anh chị. Đây, cái túi da cá sấu, da bụng, da chuẩn đồ hả anh chị. Và ở đây là khóa mã số, khóa mã số ha, cho các anh chị nào chung là đi đám đi tiệc hay là làm ăn gì, nói chung cái túi này dòm rất là xịn sò, rất là sang trọng luôn. Nói chung là tại vì shop mình không có thương hiệu, không có gọi là cái gì, mình không có mướn mặt bằng, không có thương hiệu thì đương nhiên giá phải rẻ. Chứ thật chắc các anh chị vô những cái shop hay lớn, những cái túi như thế này thì đâu có dưới 5-6 triệu đâu. Người ta bán chủ yếu ta bán cái thương hiệu, cái tiếng tăm người ta thôi. Còn em là bán đồ bao, các anh chị là chuẩn hàng luôn, rất là đẹp luôn. Chuẩn cái xấu ha. Đây, khóa đây. Cái này là hai bên đều là số 0, là các anh chị bật số đại xuống đây. Đây, đây sao khó ta. Đây, đây số 0, hai bên đây phải đều là số 0 các anh chị. Còn các anh chị kéo cái này xuống là bật cái này ra. Đây, kéo ra đó, rất là xịn sò chưa. Đây, xịn sò chưa các anh chị. Đây, trong đây rất là nhiều ngăn luôn, rất là nhiều ngăn luôn hả anh chị. Chỉ có một giá là 1,250,000 bao ship thôi. Đây, các anh chị cứ xem, rất là nhiều ngăn ở trong đây, rất là đẹp luôn. Đây, cái này là khóa điện tử ha các anh chị. Cái này khóa điện tử, khóa bên khóa mã số, khóa số ha các anh chị. Đây, ở trong đây là mấy cái ngăn này là ngăn để giấy chứng minh hay để giấy tờ, rất là đẹp luôn. Da trong đây là da bò ha anh chị, da trong đây là da bò, còn ở ngoài này là tất cả là full da cá sấu. Da bụng, cá sấu là da bụng với da gù là mắc nhất ha các anh chị. Rồi ok, cái này mình chỉ cần kéo lại thôi. Ở đây có cái con chốt, các anh chị cứ gài lại đây. Ok. Đó là mở đâu ra được đâu các anh chị, mở đâu ra. 1,250,000 bao ship đến các anh chị và cô bác luôn. Đây, còn cái này là các anh chị, cái móc này nè, các anh chị không thích cứ tháo ra là ok. Cái này cũng lại bằng da cá sấu luôn, các anh chị cứ xem rất xịn sò. Còn thích thì mình gắn vô thôi. Đây, đây một cái món đồ em xin gửi đến các anh chị và cô bác, rất là đẹp, rất là xịn luôn. Tiếp đến thì em xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái nanh heo. Đây, cái này cộng dây chuyền của em nha các anh chị, em bán nanh heo thôi ha. Đây, vàng luôn, vàng là vàng thiệt, vàng tất cả đều là vàng 10k ha các anh chị. Đây, một chỉ bây giờ là rơi vào 2,730,000 đến 2,745,000. Đây, viên này là viên ruby yên bái lục yên, ruby thiên nhiên ha các anh chị, hàng chuẩn ruby chứ không phải là ruby thái. Ruby thái là hàng làm lại đó. Đây, đây cong vòng luôn anh chị. Đây tắt, nhưng mà nó chỉ là cong tới đây thôi ha, nó cong tới chỗ này nè, chỗ này, bên đây là bên đây thôi. Nó như là cũng vòng tay rồi ha các anh chị, nhưng mà cái này em bọc vàng ra để gì cho nó đẹp. Đây,
Các anh chị cứ xem. Những cây này hồi xưa là không chưa bọc vàng, cây không bao giờ mà dưới 30 triệu đâu ha các anh chị. Còn bây giờ thì giá nó rất là rẻ rồi. Em bao các anh chị là cây nanh này, bao các anh chị là to nhất thị trường hiện nay luôn, to nhất luôn. Đây, to ha các anh chị. Lên găng rất là đẹp, nanh heo gần ha. Một con heo mà muốn cong như thế này thôi là nó rất là già, nó một con heo trưởng thành rất là già. Nói chung là chiến đấu rất là nhiều ha các anh chị, là nói chung là nó như là chúa tể đầu đàn vậy đó. Đây, vàng ở đây là em bọc là ba chỉ mấy vàng ha các anh chị, ba chỉ mấy vàng, tiền vàng không mười mấy triệu rồi. Đây, em xin giao lưu đến các anh chị và cô bác là cây nanh heo này với giá là 25 triệu bao ship đến các anh chị và cô bác, 25 triệu bao ship ha. Ghi cây nanh này đã mua với giá là nói chung là cũng phải trên dưới 10 triệu. Đây, bán 25 triệu ha các anh chị, 25 triệu bao ship. Đây, ruby ha các anh chị. Đây, ruby, em làm hai hạt ruby. Bao các anh chị là chủng vàng nè, chủng vàng và chủng hàng luôn. Đây, 25 triệu bao ship. Đây, còn món nào nữa không? Đây, tiếp đến em xin lên cho các anh chị và cô bác là hai viên đá phát sáng. Hai viên đá phát sáng ha các anh chị. Đây, các anh chị cứ đem vô tối thì đương nhiên nó sẽ sáng lên. Bên Trung Quốc thì người ta gọi một cái tên rất là hay, rất là quý phái luôn, là dạ Ngọc Minh Châu. Còn bên Việt Nam mình là đá phát sáng, còn tên tiếng Anh là gì em không biết. Một viên như thế này thì em bán với giá là 700 ngàn bao ship. Còn hai viên thì em xin bán với giá là 1 triệu 3 bao ship đến các chị và cô bác ha. Còn lẻ thì 700. Tiếp đến hôm nay thì em có một cái món đồ sứ rất là đẹp luôn các chị. Một cái ông địa gốm Tàu. Cái này là hủ tâm các chị, để hủ tâm. Rất là đẹp luôn. Đồ này đồ Tàu các chị. Đồ này chỉ là đồ cũ xưa thôi các chị. Đồ này khoảng 3-40 năm đổ lại thôi. 3-40 năm đổ lại thôi. Đây, cốt là cốt sứ ha các anh chị. Đây, rất là đanh luôn. Hoặc là người ta nói là giang tây Trung Quốc đời đầu anh chị, giang tây Trung Quốc đời đầu. Còn các anh chị tư duy đầu mới có chuyện cũng rất là bình thường luôn. Mà bao các anh chị là chuẩn Tàu. Đây, rất là đẹp luôn, hàng giang tây anh chị, hàng giang tây Trung Quốc. Em xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 950.000 bao ship đến các anh chị và cô bác, 950.000. Cái này là mấy cái anh ve chai nói chung là thanh lý đồ đem lại bán cho em 700, em bán lại với giá là 950.000 bao ship đến các anh chị và cô bác. Tình trạng là đẹp, ở dưới đây có mọc bốn chữ đàng hoàng, chôn già. Đây, nhưng mà tư duy là đồ này là đồ giang tây đời đầu ha các anh chị. Nói chung là nó có tuổi chứ không phải là đồ mới đâu ha các anh chị. Đây, em cảm ơn các anh chị và cô bác đã quan tâm theo dõi buổi live của em. Các anh chị và cô bác có cần món gì hoặc thích món gì cứ liên hệ qua số điện thoại Zalo 0828 0826 252052. Xin kính chào quý cô bác.